Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là buổi sáng của ngày thứ sáu cuối tuần, ngày 5 tháng 4 năm 2024. Loan Lộc kính chúc quý vị những ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và những giây phút thật ấm cúng. Thứ sáu lại đến và chiều ngày hôm nay, ngày thứ sáu, ngày 5 tháng 4, Lộc và Loan sẽ có một buổi livestream nhỏ nhỏ gây tặng quý vị. Vào lúc 6 giờ chiều ngày hôm nay với chủ đề tình ca muôn thở, xin quý vị hãy yêu cầu cùng với khách mời là ca sĩ Đạt Chi. Và sau bản tin chính, của quý vị cùng chia sẻ lá thư tìm người thân. Những lợi ích khi ăn trái bơ, avocado làm giảm cholesterol xấu, giảm mỡ bụng, làn da đẹp và săn chắc hơn. Tin từ California, một thiếu niên 17 tuổi bệnh tâm thần, thủ dao, bị cảnh sát bắn thiệt mạng. Một kẻ sát nhân ở Alabama tình cờ bị bắt khi đi bệnh viện vợ của chủ trang trại George Allen Kelly ở Arizona, làm chứng trong phiên tòa xét xử vụ giết người của chồng. Lưới điện của Hoa Kỳ đối mặt với nguy cơ tấn công mạng ngày càng tăng, NERC cảnh báo. Dịch cúm da cầm ở bò sữa lan rộng ở Ohio, Kansas và New Mexico. Thẩm phán lật ngược quy định về cần sa ở New York. Tiểu bang Wisconsin sẽ dạy lịch sử người Mỹ gốc Á trong trường trung học. Giá trứng tại Hoa Kỳ tăng cao do dịch cúm gia cầm bùng phát. Thị trưởng Chicago kêu gọi Tổng thống Biden cấp giấy phép lao động cho nửa triệu người nhập cư bất hợp pháp. Mùa hè này, giá xăng trung bình ở Hoa Kỳ có thể đạt mức 4 đô la do giá dầu tiếp tục tăng. Nhóm tranh cử của Tổng thống Joe Biden vui mừng khi No Label bỏ kế hoạch tranh cử Tổng thống năm 2024. Hai vợ chồng với tấm vé trị giá 1 triệu 600 ngàn đô la trong cuộc gây quỹ của cựu tổng thống Donald Trump tại Palm Beach. Số tiền bảo chứng trị giá 175 triệu đô la của cựu tổng thống Donald Trump có thể bị từ chối. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ xem xét các vụ tai nạn phi cơ Boeing 737 MAX. Hoa Kỳ dọa đổi chính sách nếu Israel không bảo vệ dân thường. Tel Aviv bắt 11 người chuẩn bị ám sát Bộ trưởng An ninh Quốc gia. Bộ trưởng Quốc phòng của Đức thay đổi Bộ Chỉ huy quân sự để gia tăng khả năng chiến tranh. Venezuela cáo buộc Hoa Kỳ lập căn cứ bí mật ở vùng lãnh thổ tranh chấp. Tin Nam Hàn vì thiếu bác sĩ, một người đàn ông bị thương đã chết sau khi ba bệnh viện từ chối tiếp nhận. Các y tá đã giữ chặt nôi bảo vệ trẻ sơ sinh trong khi động đất tại Đài Loan. Tin Việt Nam, tỉnh nghèo Nghệ An đặt tượng Lenin bằng đồng tại thành phố Vinh. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của sáng ngày hôm nay, những lợi ích khi ăn trái bơ, avocado, làm giảm cholesterol xấu, giảm mỡ bụng, làn da đẹp và săn chắc hơn. Trái bơ có hàm lượng chất béo tốt là các axit béo không bảo hòa, được chứng minh có vai trò làm giảm cholesterol xấu và mỡ bụng, khiến cho chúng ta cảm thấy rất no dù không ăn quá nhiều, và làn da cũng trở nên săn chắc đàn hồi tốt hơn. Megan Cameron có hơn 15 năm kinh nghiệm viết cho những trang báo nổi tiếng như Food Network, Outside Television và It Is Not That. Cô đã chia sẻ về sức khỏe sau khi ăn trái bơ liên tục trong một tuần lễ. Một trái bơ chứa 240 calories, 24 gram chất béo, 12 gram carbohydrate và 9 gram chất xơ. Ngoài ra bơ còn chứa nhiều vitamin khoáng chất, bao gồm vitamin C, E, K1, B6, B9, Kali và đồng. Nghiên cứu kéo dài 30 năm được công bố trên tạp chí Hiệp hội Tim Mạch có sự tham gia của 110.000 người cho thấy những người hay ăn bơ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn 16%. Tiến sĩ Hoa Kỳ Lorena S. Pacheco, tác giả chính của nghiên cứu cho biết, đây là những phát hiện đặc biệt đáng chú ý vì lượng tiêu thụ trái bơ đã gia tăng ở Mỹ trong 20 năm qua. Khi muốn ăn một trái bơ mỗi ngày, tốt nhất nên chia thành 2-3 lần vì loại này rất giàu năng lượng. Ăn trái bơ giúp chúng ta no lâu, sự kết hợp của protein và chất béo lành mạnh và chất xơ rất tốt cho việc giữ lượng đường trong máu và giúp cảm thấy no lâu hơn. Bơ làm tăng lượng hormone BYY, loại hormone này khi giảm xuống sẽ khiến cho mọi người cảm thấy đói. Sau một tuần lễ ăn bơ, làn da có thể sáng hơn và mịn hơn rõ rệt. Trái bơ giúp cải tiến độ đàn hồi và săn chắc của làn da. Trong một nghiên cứu, 39 phụ nữ ăn một trái bơ mỗi ngày trong 8 tuần hoặc không ăn loại trái cây này, những người có ăn bơ có sự gia tăng đáng kể về độ đàn hồi và săn chắc da. Nghiên cứu cho thấy, nếu quý vị muốn làn da của mình trẻ trung và tràn đầy sức sống thì không chỉ bôi ngoài da mà còn cần cải tiến chế độ ăn uống. Khi chúng ta chăm sóc toàn bộ cơ thể bằng chế độ dinh dưỡng hợp lý thì làn da của chúng ta cũng sẽ đẹp lên. Tin từ California, một thiếu niên 17 tuổi bệnh tâm thần, thủ dao, bị cảnh sát bắn thiệt mạng. Thiếu niên cầm dao và tự dốt mình trong phòng tắm ở căn nhà ở Victorville, cảnh sát cho biết vào ngày thứ Tư ngày 3 tháng 4. Theo ABC News, thiếu niên đang được chở đến bệnh viện nơi anh được điều trị trước đó sau khi tự làm mình bị thương bằng dao. Đến bệnh viện tâm thần ngày thứ ba thì tẩu thoát. Ông Shannon Discus, cảnh sát trưởng của San Bernardino cho hay, sau đó người thiếu niên này đến ngôi nhà ở Victorville, nơi các em gái của anh ở trong một gia đình và là con nuôi của họ. Thiếu niên này cũng là con nuôi và sống ở Esperia có người trong đó gọi cho cảnh sát tới bắt người thiếu niên này vì anh từng quậy phá ở đó theo lời của cảnh sát người thiếu niên đã thủ giao và tự nhốt mình trong phòng tắm và suốt khoảng nửa tiếng cảnh sát đã cố gắng thuyết phục anh đi ra nhưng khi anh dọa tự mình sẽ làm bị thương cảnh sát đạp cửa xông vô và cố bắt giữ video và hình chụp lúc đụng độ cho thấy thiếu niên cầm dao. Tờ báo Riverside Press Enterprise đã đưa tin, cảnh sát đã xịt hơi cay vào thiếu niên và một cảnh sát đã bị dao cứa đứt tay. Người thiếu niên này bị đẩy vô bồn tắm rồi bị bắn, theo lời của cảnh sát. Anh được tuyên bố là thiệt mạng trong bệnh viện. Vụ này xảy ra chưa đầy một tháng sau khi cảnh sát của San Bernardino County bắn thiệt mạng thiếu niên Ryan Gander, 15 tuổi, bị bệnh tự kỷ. Trước đó, thiếu niên này đe dọa người thân trong gia đình tại một căn nhà khác cùng ở Victorville, rồi cầm cuốc rượt đuổi cảnh sát. Cảnh sát San County đã loan báo. Trong các hai vụ này, cảnh sát bị chống cự bằng bạo lực. Ông Discord lưu ý, ông đã kêu gọi gia tăng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em có vấn đề. Mỗi khi chuyện này xảy ra, cảnh sát không phải là nguồn giúp đỡ duy nhất. Một kẻ sát nhân ở Alabama tình cờ bị bắt khi đi bệnh viện. Nghi can giết người cách đây hơn 4 tháng ở Alabama đã bị bắt sáng sớm ngày thứ Năm, ngày 4 tháng 4, khi đi bệnh viện vì bị tấn công, cảnh sát cho biết, theo đài truyền hình địa phương đã thông báo. Nghi can Walter Escoria Gomez bị bắt liên quan tới vụ bắn chết ông Francisco Ramirez, 33 tuổi, ở thành phố Huntsville. Phát ngôn viên sở cảnh sát Huntsville đã nói với đài News 19, Tối ngày 21 tháng 11 năm 2003, khi tới nhà ông Ramirez, cảnh sát thấy ông bị bắn. Sau đó ông đã qua đời vì vết thương do trúng đạn. Sau khi điều tra thì cảnh sát đã phát lệnh truy nã nghi can Escoria Gomez. Sáng sớm ngày thứ Năm, cảnh sát được gọi đến bệnh viện Huntsville vì có nạn nhân bị tấn công. Khi tới bệnh viện, một cảnh sát viên đã nhận ra Escoria Gomez là nghi can đã bắn chết ông Ramirez sau khi xác nhận danh tánh của Escoria Gomez, cảnh sát bắt ông ta sau khi ông ta được bệnh viện cho về. Escoria Gomez đang bị giam tại nhà tù Madison County và không được nộp tiền thế chân tại ngoại. Vợ của chủ trang trại George Allen Kelly ở Arizona làm chứng trong phiên tòa xét xử vụ giết người của chồng. Bà Wanda Kelly, người đã kết hôn với bị cáo gần 54 năm, đã nói với phòng xử án của quận Santa Cruz. Bà phát hiện hai người đàn ông có trang bị súng trường và mang ba lô đi bộ gần nhà của vợ chồng bà trong trang trại gia súc rộng 170 acre của họ gần Cano Spring bên ngoài Nogales vào ngày 30 tháng 1 năm 2023. Chồng của bà đã cầm một khẩu súng trường bước ra ngoài sân và nói chuyện điện thoại với đội tuần tra biên giới người phụ nữ nhắc rằng đã nghe thấy nhiều tiếng súng bên ngoài và lo sợ điều tồi tệ xảy ra bà kể rằng tôi nghe những tiếng súng và tôi bước đến bên cửa sổ không thấy chồng mình nằm trên mặt đất cảm ơn chúa các công tố viên lập luận rằng kelly đã bắn chết một người di cư không có vũ khí được xác định là gabriel quốc tịch mexico nhưng bên luật sư bào chữa cho biết rằng bằng chứng pháp y và báo cáo khám nghiệm tử thi không thể chứng minh chắc chắn rằng ông ta đã chết vì bị súng của Kelly bắn hay không. Lời khai cho thấy viên đạn không bao giờ được tìm thấy ở hiện trường, nơi tìm thấy thi thể của người đàn ông. Luật sư bào chữa cho Kelly khẳng định rằng ông ta phát hiện ra những kẻ mà ông ta nghĩ là những kẻ buôn lậu ma túy, xâm phạm gần ngôi nhà mà ông ta ở chung với người vợ lớn tuổi của mình và chỉ bắn chị Thiên để cảnh cáo. Cơ quan thực thi pháp luật đã làm chứng rằng chính Kelly đã cầu xin đội tuần tra biên giới phản hồi vào ngày hôm đó và các cảnh sát đã đến hiện trường khám xét khu vực và rời đi. Kelly lại gọi cho liên lạc viên trang trại biên phòng của họ vào tối ngày hôm đó, khi anh ta đi kiểm tra con ngựa của mình và thay vào đó anh ta tìm thấy một thi thể của một người đàn ông trên khu nhà của mình. Nhân chứng chủ chốt của cơ quan công tố là một người đàn ông Honduras người tuyên bố đã đi cùng với nạn nhân khi anh ta bị bắn cũng thừa nhận trước tòa rằng anh ta đã từng vận chuyển ma túy qua biên giới và đã bị trục xuất nhiều lần trước đó tuy nhiên người đàn ông cho biết vào ngày xảy ra vụ nổ súng anh ta không buôn lậu trong cuộc thẩm vấn của Phó luật sư trưởng quận Santa Cruz, Kimberly Honey vào ngày thứ Tư, bà Wanda đã kể lại những việc bà làm vào ngày hôm đó và tiếng trước khi người đàn ông được tìm thấy trong trang trại của họ. Đầu giờ chiều, bà nhớ lại rằng chồng của bà vào nhà ăn bữa trưa tại quầy bếp thì đột nhiên ông kêu hãy im lặng. Tôi vừa nghe tiếng súng. Bà làm chứng rằng sau đó bà đã nhìn ra cửa sổ phòng khách thấy hai người đàn ông mặc đồ rằn ri đi ngang nơi ở của họ và điều nổi bật là hai người đàn ông có đeo ba lô lớn màu nâu trên người và có súng trường. Khi được hỏi hai người đàn ông xuất hiện ở khu vực nhà của bà Bao Sa, bà thừa nhận bà nhìn thấy họ với một khoảng xa bằng chiều dài của một sân túc cầu hoặc là cách nhà họ khoảng 100 feet. Bà cho biết bà đã sử dụng điện thoại của mình để gọi cho liên lạc viên trang trại tuần tra biên giới Hoa Kỳ, Jeremy Marcel, người đã làm chứng trước đó trong phiên tòa, rằng anh đã trả lời một số cuộc gọi cầu cứu từ Kelly trong ngày. Bà cho biết họ đã gọi cho đội tuần tra biên giới và chồng của bà cầm điện thoại đi ra ngoài để nói chuyện và cầm theo cây súng trường. Bà đã nghe tiếng súng nổ. Người luật sư đã hỏi rằng bà có chắc chắn đó là tiếng súng của chồng bà hay không bà trả lời có và có lẽ là tôi nghe nhiều tiếng súng hơn và tôi nghĩ rằng chồng mình đang bắn chỉ thiên bởi vì anh ấy đã làm nhiều lần khi biết có kẻ xâm phạm ở khu vực gia đình của mình anh ấy đã bắn chỉ thiên như một lời cảnh báo là hãy ra khỏi nơi này bởi vì đã đến quá gần nhà của chúng tôi vụ án của kelly đã gây xôn xao dư luận vào năm ngoái khi chủ trang trại ban đầu bị buộc tội giết người có chủ ý cấp độ 1 và bị giam trong nhiều tuần với số tiền bảo lãnh bằng tiền mặt trị giá 1 triệu đô la trang gofini đã khởi động một cuộc gây quỹ để bảo lãnh cho ông nhưng giải pháp thay thế là tìm nguồn cung ứng từ cộng đồng cơ đốc giáo Nghiệp sengo đã bắt đầu chiến dịch cho phép kelly được thả ra khỏi nơi giam giữ trong khi chờ xét xử sau khi thẩm phán chuyển trái phiếu từ tiền mặt sang bảo lãnh Cáo buộc nghiêm trọng nhất đối với Kelly sau đó đã hạ xuống mức tội giết người cấp độ 2. Đầu năm nay thì Kelly đã từ chối một thỏa thuận do các công tố viên đưa ra có thể giảm tội danh xuống một tội giết người do cổ thả nếu như ông đồng ý nhận tội. Người bảo chữa lập luận rằng cơ quan công tố đã vội vã đưa ra phán quyết buộc tội Kelly tội giết người cấp độ 1 mà không tiến hành điều tra kỹ lưỡng, bao gồm cả pháp y, kết quả khám nghiệm tử thi, pháp y điện thoại di động, dấu vân tay và DNA. Khi đó thì luật sư bào chữa cho Kelly đã nói với văn phòng xử án rằng lời khai này được lấy từ một kẻ buôn bán ma túy và mua bán giống như cách mua bán ma túy và con người. Phiên tòa vẫn còn tiếp diễn và sẽ kéo dài tới ngày 19 tháng 4. Lưới điện của Hoa Kỳ đối mặt với nguy cơ tấn công mạng ngày càng tăng, NERC cảnh báo trung tâm lưới điện bắc mỹ nerc đã nêu lên lo ngại về tính dễ bị tổn thương ngày càng tăng của lưới điện hoa kỳ đối với các cuộc tấn công mạng theo NERC, số lượng các điểm yếu tiềm ẩn trong mạng lưới điện đã tăng lên với tốc độ đáng báo động, với khoảng 60 điểm nhạy cảm mới xuất hiện hàng ngày. NERC trong một webcast vào ngày thứ Năm cho biết rằng phạm vi lỗ hỏng ảo và vật lý trong lưới điện đã mở rộng lên từ 23.000 đến 24.000 trong năm trước, tăng từ 21.000 đến 22.000 được thấy vào cuối năm 2022. Manny Cancel, phó chủ tịch cao cấp của NERC đã bày tỏ khó khăn trong việc theo kịp sự phát triển nhanh chóng của các lỗ hỏng bảo mật này. Cục quản lý chỉ ra các xung đột địa chính trị là những đóng góp đáng kể cho mức độ đe dọa mạng tăng cao. Cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine và Nga và cuộc chiến ở Gaza đã làm tăng đáng kể rủi ro mạng đối với trung tâm hạ tầng điện ở Bắc Mỹ. NERC cũng xác định Trung Quốc là nguồn gốc phổ biến của các mối đe dọa mạng và dự đoán rằng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới có thể làm tăng nguy cơ tấn công vào lưới điện. Ngoài các mối đe dọa trên mạng, các cuộc tấn công trực tiếp vào lưới điện vẫn ở mức cao kỷ lục kể từ khi tăng đột biến vào năm 2022. Và năm ngoái có khoảng 2.800 những sự việc được báo cáo về súng đạn phá hoại và các hình thức tấn công trực tiếp khác trên mạng điện. Những sự việc này dẫn đến các vấn đề hoạt động hoặc là ngừng hoạt động trong khoảng 3% trường hợp. Tiết lộ của NERC nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải cảnh giác và gia tăng các biện pháp an ninh để bảo vệ lưới điện khỏi các mối đe dọa. Dịch cúm da cầm ở bò sữa lan rộng ở Ohio, Kansas và New Mexico. Cúm da cầm lây nhiễm vào một đàn bò sữa ở Ohio lần đầu tiên và được phát hiện ở những đàn khác tại Kansas và New Mexico, làm mở rộng đợt bùng phát dịch ở bò, gây lo ngại về rủi ro nhiễm cho con người, theo Reuters. Bộ Nông nghiệp của Hoa Kỳ USDA xác nhận các trường hợp nhiễm bệnh ở các đàn gia súc trên khắp 6 tiểu bang kể từ khi báo cáo các trường hợp đầu tiên ở Texas và Kansas vào ngày 25 tháng 3. Bộ Nông nghiệp Ohio cho biết hãng sữa bị nhiễm bệnh ở Ohio đã nhận bò vào ngày 8 tháng 3 từ một trung tâm chăn nuôi bò sữa ở Texas, sau đó xác nhận việc phát hiện bệnh cúm da cầm. USDA cho biết không thể loại trừ việc lây truyền bệnh giữa các con bò. Theo USDA, các trường hợp ban đầu Texas và Kansas dường như là do chim hoang dã xâm nhập và chủng virus trong các trường hợp tiếp theo ở New Mexico. Michigan và Idaho cũng rất giống nhau, các loài chim di cư đã lây lan cúm gia cầm trên toàn thế giới kể từ năm 2022, lây nhiễm sang da cầm và các loài khác. Ông Justin Smith, Ủy viên Y tế Động vật Kansas cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào ngày thứ Năm, tại tiểu bang Kansas, tất cả các dữ liệu giải trình từ gene mà chúng tôi có thể đưa ra vẫn cho thấy đây là một sự việc lây lan do tiếp xúc với chim hoang dã. Theo USDA, Cúm da cầm đã được phát hiện ở 3 đàn bò sữa ở Kansas, 2 đàn ở New Mexico, 7 đàn ở Texas và một đàn ở Ohio, Idaho và Michigan. Người đứng đầu tổ chức Thú y Thế giới cho biết vào ngày thứ Năm rằng sự lây lan số lượng loài ngày càng tăng và phạm vi địa lý ngày càng mở rộng làm gia tăng nguy cơ con người bị nhiễm bệnh. Các giới chức Texas vào ngày thứ Hai báo cáo một công nhân của nông trại có kết quả xét nghiệm dương tính và triệu chứng duy nhất là bị viêm mắt. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC đánh giá nguy cơ mắc bệnh cúm da cầm đối với con người là rất thấp. Thẩm phán lật ngược quy định về cần sa ở New York trong một quyết định gần đây, một thẩm phán tòa án New York Kevin Bryant đã đảo ngược phần lớn các quy định về cần sa của tiểu bang. Phán quyết được đưa ra như một phản ứng đối với một vụ kiện do Lively Holding đệ trình, có vấn đề với lệnh cấm của chính phủ đối với quảng cáo phân phối thông qua các nền tảng của bên thứ ba lệnh của thẩm phán brian được ban hành ngày thứ tư đã chỉ trích văn phòng quản lý cần sa new york và ban kiểm soát cần sa new york vì đã không cung cấp bằng chứng hoặc biện minh cho việc phát triển các quy định thẩm phán nhấn mạnh sự thiếu minh bạch trong quá trình xây dựng quy tắc lưu ý rằng không có bằng chứng nào được trình bày cho cơ quan hành chính cũng như phát thảo về quá trình xem xét cho các quy định được đề nghị Văn phòng tổng trưởng lý của tiểu bang nơi bảo vệ các quy định tại tòa án đã chuyển những câu hỏi liên quan đến phán quyết đến văn phòng quản lý cần sa. Cho tới nay, văn phòng quản lý cần sa vẫn chưa đưa ra phản hồi cho các yêu cầu bình luận. lively trong một tuyên bố bày tỏ tầm quan trọng của việc quảng cáo cho các nhà khai thác được cấp giấy phép để phát triển mạnh và truyền đạt hy vọng rằng phán quyết sẽ dẫn đến một thị trường sử dụng cần sa rộng lớn hơn cho người lớn ổn định ở New York. Tiểu bang Wisconsin sẽ dạy lịch sử người Mỹ gốc Á trong trường trung học Wisconsin sẽ yêu cầu các trường trung học công lập từ mẫu giáo đến lớp 12 dạy lịch sử người Mỹ gốc Á và người Hồ Môn, sau khi một dự luật được thống đốc tiểu bang ký thành luật ngày thứ Năm. Tổng đốc Tony Ever thuộc đảng Dân Chủ cho biết trong một thông cáo báo chí, cộng đồng người Hơ Mông và người Mỹ gốc Á là một phần quan trọng trong lịch sử, văn hóa, kinh tế và tương lai của tiểu bang Wisconsin. Điều quan trọng là Wisconsin phải tôn vinh lịch sử chung của mình và tôn vinh những người đã giúp tạo nên tiểu bang Wisconsin như ngày nay. Wisconsin hiện đang yêu cầu giảng dạy về lịch sử của người Mỹ gốc châu Phi, người Mỹ bản địa và người Mỹ Latin. Thông báo cho biết, và luật mới cũng đưa ra lịch sử người Mỹ gốc Á và chương trình giảng dạy. Lịch sử của người Hormon cũng được thêm vào. Thống đốc Evers đã ký dự luật tại một trường tiểu học ở Warsaw, một thị trấn của Wisconsin, nơi cư dân người Hormon chiếm 12% dân số và học sinh người Mỹ gốc Á chiếm 29,7% tổng số học sinh của trường. Giá trứng tại Hoa Kỳ tăng cao do dịch cúm gia cầm bùng phát. Giá trứng tăng đều đặn trong nhiều tháng qua và còn tiếp tục tăng cao hơn nữa, bắt nguồn từ dịch cúm gia cầm đang bùng phát tại các trang trại ở khắp Hoa Kỳ. Theo báo cáo thì giá trung bình của một chục quả trứng lớn hạng A đã tăng từ 2 đô la vào mùa thu lên 3 đô la trong tháng 2. Mức giá này tuy thấp hơn mức kỷ lục 4 đô la 82 xu vào tháng 1 năm 2023 nhưng vẫn là mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2023. Cowman Foods, nhà sản xuất trứng lớn nhất nước Mỹ cho biết họ phải tiêu hủy hơn 1 triệu 900 ngàn con gà do dịch bệnh, chiếm khoảng 3,6% tổng đàn gà của hãng tính tới đầu tháng 3. Hãng này sản xuất trứng dưới các thương hiệu như Farmhouse X, Sunup Sunny Meadows, Eggland's Best và Land O'Lakes. Cúm gia cầm đã được phát hiện ở nhiều trang trại trên khắp Hoa Kỳ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã thông báo thị trưởng Chicago kêu gọi Tổng thống Biden cấp giấy phép lao động cho nửa triệu người nhập cư bất hợp pháp. Thị trưởng của Chicago Brandon Johnson vào ngày thứ Năm kêu gọi Tổng thống Joe Biden cấp giấy phép lao động cho gần 500.000 người di cư bất hợp pháp đang sống ở tiểu bang này. Ông cũng cho biết thành phố có khoảng 2 triệu 700.000 dân có thể chào đón một cách thận trọng thêm 400.000 cho tới 700.000 người di cư bất hợp pháp chúng ta cần tổng thống mở rộng các cơ hội kinh tế tương tự về lâu dài cho những anh chị em không có giấy tờ hợp lệ của chúng ta, để họ có thể xây dựng một cuộc sống tốt hơn tại đây, tại thành phố Chicago hoặc bất cứ nơi nào khác mà họ quyết định sinh sống. Ông Johnson đã nói trong một hội nghị với các nhà doanh nghiệp thành thị và những người đứng đầu. Ông nói, tôi muốn nói rõ điều này, Chicago sẽ không bao giờ quay lưng lại với những người muốn gọi thành phố Chicago là quê hương của họ ông johnson vừa kỷ niệm một năm làm thị trưởng cũng vào thứ năm ông cho biết là ông đã viết một lá thư cho chính quyền tổng thống biden thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc cấp giấy phép lao động với sự ủng hộ của hàng chục thị trưởng thành phố khác bao gồm denver new york seattle và san francisco ông nói tôi vẫn giữ niềm tin rằng một tương lai toàn diện và công bằng hơn cho tất cả người dân là điều thực sự có thể thực hiện được cho dù họ đến đây vào ngày hôm qua hay ở đây trong một thời gian dài vào tháng 2, hơn 40 thị trưởng đã gửi thư cho Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas và Giám đốc Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ Earl Chardow kêu gọi tự động gia hạn giấy phép lao động hiện có ít nhất là 540 ngày. Vào hôm thứ Năm, chính quyền đã công bố gia hạn từ 180 ngày lên 540 ngày đối với một số loại người di cư bất hợp pháp để giúp ngăn chặn những người nộp đơn, xin gia hạn, gặp phải tình trạng mất giấy phép và giấy tờ làm việc của họ. Không rõ có bao nhiêu người di cư bất hợp pháp ở Chicago có đủ điều kiện để được gia hạn. Năm ngoái thì ông Johnson đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ người dân Chicago tại một số cuộc họp của thành phố và cộng đồng, những người thất vọng vì những người di cư bất hợp pháp đã bị vứt bỏ trong khu vực lân cận của họ. Hơn 20.000 người di cư đã đến thành phố kể từ tháng 8 năm 2022 và hàng ngàn người vẫn còn ở trong nơi trú ẩn. Mùa hè này, giá xăng trung bình ở Hoa Kỳ có thể đạt mức 4 đô la do giá dầu tiếp tục tăng. Giá xăng tại Hoa Kỳ có thể tăng lên 4 đô la một gallon vào mùa hè, gây áp lực lạm phát và đè nặng lên ngân quỹ của những người lái xe. Theo hiệp hội xe hơi Hoa Kỳ AAA, giá trung bình toàn quốc gia cho một gallon xăng đã tăng khoảng 15% từ đầu năm cho tới nay, lên 3 đô la 53 xu. Theo ông Rob Turner, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Tortoise cho biết, hãy chú ý đến giá xăng vào mùa hè. Theo một số dự đoán, giá có thể tăng tới mức 4 đô la một gallon trên toàn quốc gia và sẽ gây áp lực lên lạm phát. Mặc dù giá xăng lên xuống qua lại một xu trong tuần qua, các nhà chuyên môn trong ngành cảnh báo rằng chiều hướng tăng giá có thể tăng tốc trở lại. Giá xăng rất giống với nhiệt độ theo mùa. Nhiệt độ sẽ bắt đầu tăng khi mùa xuân đến Ông Andrew Cross, một phát ngôn nhân của AAA cho biết, giá xăng đang theo mô hình tương tự vào năm ngoái, khi mức tăng theo mùa thông thường diễn ra chậm và ổn định. Ông Patrick Dehan, người đứng đầu bộ phận phân tích xăng dầu tại Gas Body, cho biết những người lái xe hơi đã tận hưởng một chút tạm lắng sau đợt tăng giá hàng tuần mới đây nhất. Nhưng Hoa Kỳ vẫn chưa thoát khỏi khó khăn, Ông cảnh báo, mặc dù chúng ta dường như đã gần đạt đến mức giá đỉnh điểm trong ngắn hạn, nhưng vẫn có một lời cảnh báo dành cho những người ở Trung Đại Tây Dương và Đông Bắc. Quý vị vẫn chưa hoàn tất quá trình chuyển giao sang sử dụng xăng mùa hè. Vì vậy, quý vị có thể phải chịu một mức tăng giá đột ngột trong vài tuần tới. Đây là giá xăng trung bình trên toàn nước Mỹ, nhưng mình không tính California vào, vì thời gian đỉnh điểm, giá xăng ở California lên đến 7 đô la. Lộc và Loan đi một cái uh, nơi nó hơi cách xa một chút, cách xa những thành phố một chút xíu, cũng ở California, giá xăng 9 đồng rưỡi, mà cũng phải đổ thôi. Nhóm tranh cử của Tổng thống Joe Biden vui mừng khi No Label bỏ kế hoạch tranh cử Tổng thống năm 2024. Nhóm chính trị lưỡng đảng Nolebos đã chấm dứt cố gắng tranh cử cho ứng cử viên bên thứ ba trong cuộc bầu cử năm 2024, theo tuyên bố vào ngày thứ năm mà nhóm đã chia sẻ với các ký giả. Nolebos trong nhiều tháng qua đã tìm cách đưa ra một ứng cử viên để thách thức những ứng cử viên của các đảng chính là Tổng thống Joe Biden của đảng Dân Chủ và cựu Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng Hòa. Nhưng ngày hôm qua, Nancy Jacobson, giám đốc điều hành và người sáng lập No Labels, đã nói với những người ủng hộ trong tuần này rằng họ sẽ từ bỏ kế hoạch cho cuộc bầu cử năm 2024. Đảng Dân chủ đã rất lo lắng sau khi nhóm trung dung này bắt đầu xây dựng một động lực tranh cử vào năm ngoái, lo ngại rằng một bên ứng cử viên thứ ba có thể lấy đi phiếu bầu của Tổng thống Biden. Cuộc thăm dò trên toàn quốc gia cho thấy một số lượng lớn cử tri Hoa Kỳ không hài lòng với việc tái diễn cuộc bầu cử năm 2020 vào tháng 11 này. Và năm ngoái, Labels công bố họ đã huy động được 60 triệu đô la để hướng tới tấm vé thống nhất trong cuộc bầu cử tổng thống. Trong đó sẽ có một đảng viên đảng Dân Chủ và một đảng viên đảng Cộng Hòa. Jacobson sau đó đã nói với các nhà tài trợ rằng cô dự định chọn một đảng viên đảng Cộng Hòa làm ứng cử viên tổng thống nhóm đã nhanh chóng tiến tới thời hạn ngày 15 tháng 4 để công bố sự lựa chọn của mình, ngày mà các ứng cư viên độc lập có thể bắt đầu thu thập chữ ký để bảo đảm xuất hiện trên lá phiếu ở New York. Hai vợ chồng với tấm vé trị giá 1 triệu 600 ngàn đô la trong cuộc gây quỷ của cựu tổng thống Donald Trump tại Palm Beach. Buổi tiệc ở Palm Beach sẽ được tổ chức bởi tỷ phú John Paulson và có sự góp mặt của nữ thương gia Linda McMahon, ông trùm sòng bạc Steve Wynn, cựu bộ trưởng thương mại tòa bạch ốc của cựu tổng thống Trump Wilbur Ross và cựu đối thủ chính của đảng Cộng hòa của cựu tổng thống Trump là thượng nghị sĩ Tim Scott, thống đốc của North Dakota Doug Burgum và thương gia kim cựu ứng cử viên bầu cử sơ bộ tổng thống và Vek Ramaswamy, theo tin tức mà Newsweek có được. Mỗi người tham gia phải trả 814.600 đô la và các thành viên ủy ban chủ nhà phải nộp hơn 250.000 đô la cho mỗi người. Những người khác sẽ tham dự bao gồm thương gia dầu khí Harold Ham, ông trùm sông bạc Phil Ruffin và các nhà tài trợ lớn bảo thủ Robert và Rebecca Mercer ông Trump Pepe Fangio và người sáng lập Key Square Group Scott Bresson. Paulson nói với Financial Times vào hôm thứ Tư rằng, phản hồi đối với những cố gắng gây quỹ của chúng tôi là rất lớn và cho đến nay chúng tôi đã kêu gọi được hơn 33 triệu đô la, có sự giúp đỡ to lớn từ rất nhiều nhà tài trợ. Theo Axios, sự việc này đang trên đà vượt qua con số 43 triệu đô la, sẽ vượt qua số tiền gây quỹ của Tổng thống Joe Biden gần 20 triệu. Có thể xác nhận rằng chúng tôi đang hy vọng, kêu gọi được hơn 43 triệu đô la, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump đã nói. Số tiền bảo chứng trị giá 175 triệu đô la của cựu tổng thống Donald Trump có thể bị từ chối số tiền bảo chứng mà cựu tổng thống Trump đã nộp trong vụ kiện dân sự của ông đã được xem xét và đánh giá kỹ lưỡng vào ngày thứ Năm ngày 4 tháng 4, khi văn phòng Bộ trưởng Tư pháp New York yêu cầu hãng bảo hiểm đã đứng ra bảo trợ phải chứng minh rằng họ có đủ khả năng về tài chính để chi số trái phiếu này, nếu không thì sẽ bị từ chối trong 10 ngày nếu không cung cấp thêm các bằng chứng cựu tổng thống Trump và các cộng sự kinh doanh của ông đã nộp số tiền bảo lãnh vào ngày thứ hai trong vụ kiện sau khi tòa phúc thẩm cho hạ số tiền mà cựu tổng thống phải trả ngay lập tức trong khi ông nộp đơn kháng cáo. Trái phiếu đó được bảo lãnh bởi công ty bảo hiểm đặc biệt Night Specialty Insurance Company do tỷ phú John Henke làm chủ tịch. Ông nói với Forbes rằng ông đã tiếp xúc với cựu tổng thống về số trái phiếu mà ông cho biết được thế chấp Thông qua sự kết hợp giữa tiền mặt và trái phiếu cấp vốn đầu tư, văn phòng Bộ trưởng Bộ Tư pháp New York nơi đưa ra vụ kiện chống lại cựu Tổng thống Trump đã đệ trình kiến nghị vào ngày thứ năm, yêu cầu Nay cung cấp thêm các thông tin tài chính của mình và cách thế chấp trái phiếu vì công ty này không được phép hoạt động ở New York. Đối với các công ty cung cấp trái phiếu không được chấp nhận ở New York, họ phải chứng minh rằng họ có thể trả toàn bộ số tiền trái phiếu chứng minh rằng công ty có đủ khả năng tài chính và người nợ tiền đã có đủ tài sản thế chấp để trang trải, một sự ràng buộc đầy đủ về mặt pháp lý. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ xem xét các vụ tai nạn phi cơ Boeing 737 MAX. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sẽ tham gia vào các cuộc thảo luận với các luật sư đại diện cho gia đình các nạn nhân từ hai vụ tai nạn Boeing 737 MAX xảy ra vào năm 2018 và 2019, cướp đi sinh mạng của 346 người. Các cuộc họp này là một phần của quá trình xác định việc tiến triển của một vụ án hình sự chống lại Boeing. Một phiên họp dành riêng cho các luật sư được lên kế hoạch vào chiều thứ ba. Trước cuộc họp ngày 24 tháng 4 sẽ bao gồm cả gia đình nạn nhân và các quan chức của Bộ Tư pháp. Glenn Leon, trưởng bộ phận gian lận tại Bộ Tư pháp, đã đưa kế hoạch cho cuộc họp chỉ dành cho luật sư trong một email cho đại diện pháp lý của gia đình nạn nhân, Boeing, công ty được miễn truy tố hình sự như một phần của thỏa thuận hồi tháng 1 năm 2021 với Bộ Tư pháp đã trả 2 tỷ rưỡi đô la để giải quyết các cáo buộc âm mưu gian lận liên quan đến lỗi thiết kế của phi cơ. Thỏa thuận được ký kết vào ngày 7 tháng 1, yêu cầu Boeing tuân thủ một số điều kiện trong khoảng thời gian 3 năm. Bộ tư pháp có thời hạn đến ngày 7 tháng 7 để quyết định xem Boeing có tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận năm 2021 hay không đang điều tra xem liệu công ty có đáp ứng các trách nhiệm của mình hay không. Những trách nhiệm này bao gồm gia tăng chương trình tuân thủ của nó. Một vi phạm có thể dẫn đến truy tố hình sự đối với Boeing. Các cuộc họp sắp tới với Bộ Tư pháp tập trung vào hai vụ tai nạn chết người trên 737 Max và không liên quan đến một sự việc gần đây liên quan đến một chuyến bay của Alaska Airlines vào tháng 1, nơi một phần thân phi cơ tách ra giữa không trung từ một chiếc Boeing 737 Max 9. Sự giám sát mới này diễn ra trong bối cảnh áp lực gia tăng của chính phủ đối với Boeing sau tình trạng khẩn cấp giữa không trung vào tháng 1. Các vụ tai nạn chết người đã dẫn đến những lời chỉ trích từ gia đình nạn nhân liên quan đến việc dàn xếp cho phép Boeing trốn tránh các cáo buộc hình sự. Thêm vào những lo ngại, FBI đã thông báo cho hành khách từ chuyến bay của Alaska Airlines vào ngày 19 tháng 3 rằng họ đã có thể là nạn nhân của một tội phạm với một cuộc điều tra đang diễn ra của FBI. Hoa Kỳ dọa đổi chính sách nếu Israel không bảo vệ dân thường. Tel Aviv bắt 11 người chuẩn bị ám sát Bộ trưởng An ninh Quốc gia. AFP trích dẫn tuyên bố từ Shin Bet, cơ quan tình báo của Israel rằng Shin Bet đã bắt giữ một nhóm khủng bố đang chuẩn bị tấn công ở Israel nhằm vào Bộ trưởng Itamar Ben-Gavir. Sinbad cho biết các nghi phạm đã lên kế hoạch ám sát ông Ben-Gurion bằng súng phóng hỏa tiễn. Nhóm này cũng lên kế hoạch tấn công các căn cứ quân sự, phi trường Ben-Gurion và trụ sở của các cơ quan chính phủ ở Jerusalem, theo Sinbad. Sở An ninh Nội địa Israel cũng tiết lộ 10 nghi phạm đã bị truy tố tại một tòa án ở Beersheba, miền nam đất nước này, trong ngày 4 tháng 4. Cảnh sát Israel và Simbet cũng cho biết họ đã ngăn chặn hai cuộc tấn công ở phía đông Jerusalem mà những kẻ ủng hộ nhà nước Hồi giáo IS đã lên kế hoạch thực hiện. Tổng thống Joe Biden ngày 4 tháng 4 đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau sự việc Israel tấn công nhằm đoàn xe của Tổ chức Viện trợ Lương thực World Central Kitchen làm cho 7 nhân viên cứu trợ thiệt mạng ngày 1 tháng 4 theo reuters tổng thống biden lần đầu tiên tìm cách tận dụng viện trợ của hoa kỳ để làm ảnh hưởng đến hành vi của israel theo tòa bạch ốc tổng thống biden đã nói rõ rằng israel cần phải công bố thực hiện một loạt các bước cụ thể rõ ràng để có thể bảo đảm sự tổn hại cho dân thường sự đau khổ nhân đạo và sự an toàn của nhân viên cứu trợ đồng thời tổng thống biden cũng nhấn mạnh chính sách của hoa kỳ đối với israel sẽ được xác định dựa trên đánh giá của hoa kỳ về hành động ngay lập tức của israel đối với những bước đi sắp tới Bộ trưởng Quốc phòng của Đức thay đổi bộ chỉ huy quân sự để gia tăng khả năng chiến tranh. Vào ngày thứ Năm, Bộ trưởng Quốc phòng của Đức đã công bố kế hoạch tổ chức lại Bộ Chỉ huy quân sự như một phần trong cố gắng giúp cho lực lượng vũ trang của thành phố đông dân nhất châu Âu của NATO có đủ năng lực chiến đấu. Thủ tướng Olaf Scholz đã đề nghị tăng mạnh chi tiêu quân sự ngay sau cuộc chiến của Nga và Ukraine đầu năm 2022 mà ông mô tả là một bước quan trọng Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius vào năm ngoái đã đảm nhận công việc chỉnh đốn quân đội Bundeswehr sau nhiều năm bị lãng quên và vào tháng 11 đã kêu gọi phải xem xét lại lực lượng quân đội này. Pistorius đã chỉ ra mối nguy hiểm về các cuộc tấn công có thể xảy ra trong tương lai của Nga vào một quốc gia NATO và nhiều lần nói rằng quân đội của Đức phải trở nên có thể chiến đấu một cách lựa chọn từ ngữ mà một số người Đức cảm thấy khó chịu vì quốc gia này đã có nền kinh tế hậu thế chiến thứ hai lâu đời. Ông nói với các ký giả ở Berlin, tôi tin rằng đây là một trong số ít những thực sự mô tả chính xác mình là ở đây. Tôi tôn trọng việc những người khác gặp khó khăn với từ này. Nhưng tôi cũng lưu ý rằng hầu hết những người không gặp các vấn đề về nội dung đằng sau nó. Kế hoạch thay đổi của ông hình dung ra một bộ chỉ huy quân sự tác chiến duy nhất mà ông hy vọng sẽ cho phép đưa ra các quyết định nhanh chóng và loại bỏ sự trùng lập hiện tại theo bundeswehr có hai trung tâm chỉ huy một chịu trách nhiệm lập kế hoạch và điều hành việc khai triển ở ngoại quốc và một chịu trách nhiệm bảo vệ cho chính nước đức Bộ phận thông tin và mạng hiện có có trách nhiệm chống lại các cuộc tấn công mạng, bảo vệ hạ tầng công cộng điện tử và phân tích các mối đe dọa, kết hợp như những tin tức sai lệch sẽ mở rộng và chính thức trở thành cánh tay thứ tư của quân đội cùng với lục quân, không quân và hải quân. Venezuela cáo buộc Hoa Kỳ lập căn cứ bí mật ở vùng lãnh thổ tranh chấp theo Reuters, người đứng đầu của Venezuela đã đưa ra cáo buộc tại lễ kỷ niệm Luật Bảo vệ Guyana Essequibo gần đây. Essequibo là khu vực giàu dầu mỏ và khoáng sản rộng 99.000 cây số vuông xung quanh sông Essequibo, là trung tâm của cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa Venezuela và Guyana, thuộc địa cũ của Anh. Chúng tôi có tin tức chứng minh rằng trên lãnh thổ Guyana. Essequibo do Guyana tạm thời quản lý, các căn cứ quân sự bí mật của Bộ Tư lệnh miền Nam và trụ sở của Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA đã được thành lập, ông Maduro đã nói. Ông nói thêm rằng các căn cứ này cấu thành hành vi gây hấn chống lại người dân ở miền Nam, miền đông Venezuela và được xây dựng để chuẩn bị cho sự căng thẳng chống lại Venezuela. Bộ Tư lệnh miền Nam thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã giữ văn phòng cộng tác an ninh ở Guyana và đóng vai trò cố vấn, cung cấp giúp đỡ và huấn luyện quân sự cho lực lượng phòng vệ Guyana. Sau cuộc trưng cầu dân ý trên toàn quốc gia vào đầu tháng 12 năm 2023, Venezuela đã tuyên bố chủ quyền với Guyana Essequibo, khu vực chủ yếu là rừng mà quốc gia này tuyên bố đã sở hữu trong suốt một thế kỷ. Tuy nhiên, Ghana đã phản đối, nhấn mạnh rằng khu vực này chiếm tới 2 phần 3 lãnh thổ được quốc tế công nhận và đã yêu cầu cộng đồng quốc tế giúp đỡ. Căng thẳng càng dâng cao sau cuộc trưng cầu dân Ý hồi tháng 12 năm 2023. Sau đó, lực lượng của Mỹ đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung với Ghana. Hồi tháng 1, Hải quân Hoàng gia Anh cũng đã khai triển hạm đội SMS Trent tới Ghana để thể hiện sự ủng hộ đối với quốc gia này. Theo ông Maduro, khu vực tranh chấp hiện do Bộ Tư lệnh miền Nam, CIA và Exxon Mobil kiểm soát. Ông cáo buộc họ đang tìm cách chiếm đoạt tài nguyên của Venezuela. Tin Nam Hàn, vì thiếu bác sĩ, một người đàn ông bị thương đã chết sau khi ba bệnh viện từ chối tiếp nhận. Theo truyền thông Nam Hàn, một người dân lái máy kéo đã tông vào cột điện khiến nó gãy và đè lên ông A. Ông A bị thương nặng ở vùng mắt cá chân và cần phải giải phẫu, nhưng bệnh viện đại học Konkuk ở thành phố Chungju đã từ chối giải phẫu với lý do không có bác sĩ gây mê. Trung tâm y tế của thành phố Chungju cũng từ chối nhận bởi họ không thể thực hiện cuộc giải phẫu. Một bệnh viện khác ở thành phố Chungju đã nhận giả phẫu và ông A được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng bị xuất huyết ở trong vùng bụng. Tuy nhiên sau đó, bệnh viện lại thông báo không thể thực hiện ca giải phẫu cho ông vì không có bác sĩ giải phẫu. Nhân viên y tế của bệnh viện nói rằng đề nghị ông đến bệnh viện Severance Christian thuộc đại học Yonsei ở thành phố Wonju, tỉnh Gangwon ở gần đó. Thế nhưng bệnh viện này cũng từ chối tiếp nhận với lý do còn hai bệnh nhân khác đang đợi giải phẫu do không có đủ bác sĩ. Cuối cùng thì ông A đã được chuyển đến bệnh viện đại học Azu ở thành phố Suwon thuộc tỉnh Gyeonggi, cách nhà khoảng 100 cây số. Tuy nhiên, ông đã tử vong ngay sau khi vừa đến bệnh viện, tức là sau khi xảy ra vụ tai nạn 9 tiếng đồng hồ. Phía bệnh viện đại học Konkuk ở Chungju là cho rằng ông A tử vong không liên quan đến việc ông bị nhiều bệnh viện từ chối bệnh viện của chúng tôi vẫn đang hoạt động bình thường, nhưng số lượng bác sĩ không đủ, nên ngay cả giáo sư trực ca cũng khó tiếp nhận bệnh nhân chuyển viện từ nơi khác, trừ các bệnh nhân ở ngay trong khoa do chính các giáo sư, bác sĩ này phụ trách. Nhà chức trách của bệnh viện này giải thích, trước đó ngày 1 tháng 4, một bé gái 33 tháng tuổi đã rơi xuống mương ở Bô tỉnh Chi Bắc, cũng đã tử vong do chính bệnh viện đã từ chối cấp cứu. Các y tá đã giữ chặt nôi bảo vệ trẻ sơ sinh, trong khi động đất tại Đài Loan. Taiwan News vào ngày 3 tháng 4 đăng video từ camera giám sát ghi lại cảnh các cô y tá làm việc tại bệnh viện ở Đài Bắc đã nhanh chóng chuyển những chiếc nôi có trẻ sơ sinh vào giữa căn phòng khi xảy ra động đất. Trong khi căn phòng đang rung lắc dữ dội vì trận động đất 7.4 độ Richter, các y tá vẫn đứng vững và cùng nhau giữ chặt những chiếc nôi. Nhóm y tá bảo vệ được 13 em bé. Video được chia sẻ trên mạng xã hội khiến cho nhiều người dành lời khen cho các y tá và bày tỏ khâm phục sự dũng cảm của họ. Đây là ví dụ về tính chuyên nghiệp và nhân văn. Họ quan tâm đến sinh mạng của những người khác, ngay cả khi phải mạo hiểm tính mạng của bản thân mình. Một tài khoản của Facebook đã bình luận trung tâm chăm sóc hậu sản Li ở thành phố Tân Trúc, đảo Đài Loan, cũng đã đăng video cho thấy các y tá tại đây hành động tương tự để bảo vệ trẻ sơ sinh trong lúc động đất. Trung tâm này cho biết, ngay cả khi xảy ra rung lắc mạnh, các y tá phải di chuyển noi các em nhỏ ra khỏi khu vực gần cửa sổ, tủ và giữ chặt chúng. Tính đến sáng ngày 4 tháng 4, đã có hơn 10 người thiệt mạng và hơn 1.000 người khác bị thương sau vụ động đất. Hàng chục người bị mất tích 143 người vẫn mắc kẹt và hàng chục tòa nhà bị hư hại do trận động đất. Tin Việt Nam, tỉnh nghèo Nghệ An đặt tượng Lenin bằng đồng tại thành phố Vinh. Tờ báo trong nước ngày 4 tháng 4 năm 2024 cho biết, ông Phạm Ngọc Cảnh, phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Nghệ An, nói rằng bức tượng Lenin bằng đồng nguyên chất cao 3,6 m nặng 4,5 tấn đã được chuyển về thành phố Vinh và sắp được đặt tại bùng binh giao lộ giữa đại lộ Lenin với đường Nguyễn Phong Sắc, thành phố Vinh. Bức tượng sẽ được đặt trên bệ cao 3 mét với chất liệu bằng thép. Trước mặt bức tượng được khắc dòng chữ VI Lenin 1870-1924 bằng tiếng Việt và tiếng Nga. Còn mặt sau thì khắc dòng chữ biểu tượng của tình hữu nghị Việt-Nga cũng bằng hai thứ tiếng. Theo lời con Cảnh, tỉnh Uyanov của Nga, quê hương của Lenin, tài trợ toàn bộ kinh phí đúc và tiền vận chuyển từ Nga về Việt Nam. Phía thành phố Vinh đã dành khuôn viên rộng hơn 1.000 mét vuông để đặt tượng. Vào giữa tháng 4 tới đây, công trình sẽ được khánh thành để kỷ niệm lần thứ 154 ngày sinh của Lenin. Ông Cảnh cho biết hành động trên thể hiện tình cảm giữa Nghệ An và tỉnh Olinov dành cho nhau. Sự việc này đã khiến cho nhiều người trên mạng xã hội thắc mắc trong khi một số nước thuộc Liên Xô cũ đã từng phá bỏ tượng Lenin, thì Việt Nam đã bắt đầu chân tượng. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. Chào hai cháu Hồng Loan và Bảo Lộc. Chú thường xuyên mỗi ngày hai lần xem chương trình của hai cháu, thấy một tìm người thân quen rất nhanh nên nhờ hai cháu vui lòng, nhắn tin dùm, tìm bạn thời còn đi học. Bạn Trần Anh Kiệt, cựu học sinh trường Đạt Đức, đường Chi Lăng Gia Định, trước 30 tháng 4 năm 1975, cư ngụ trong trại sĩ quan hải quân ở Thị Nghè, vượt biên năm 1979, được biết sau đó định cư tại Hoa Kỳ có đứa em tên là Trần Anh Hùng, là không quân, di tản lúc tranh tối tranh sáng của tháng 4. Bạn Nguyễn Hồng Quang ở Cali, bọn mình đã liên lạc nhau từ những năm 2011 qua điện thoại và email, nhưng khoảng hơn 2 năm nay mất liên lạc, dù hùng mập và quá có gọi điện thoại hay nhắn tin qua mail. Khi nhận được tin này qua Hồng Loan Báo Lộc, hai bạn hãy gọi điện thoại hoặc nhắn qua email với địa chỉ trương quá 49 yahoo com hoặc số điện thoại 817 991 5849 Email của Hùng Mập là Hùng Nguyễn underscore 49 com hoặc số điện thoại 714 724 2329 Lâu lắm rồi, từ 1979 đến giờ đã 45 năm. Cảm ơn Hồng Loan và Bảo Lộc. Bảo Lộc xin được nhắc lại, tìm những người bạn thời còn đi học bạn Trần Anh Kiệt, khu học sinh trường Đặc Đức, đường Chi Lăng Gia Định, trước 30 tháng 4 năm 1975, cư ngụ tại trại Sĩ quan Hải quân ở Thị Nghè, vượt biên năm 1979, được biết sau đó đã định cư tại Hoa Kỳ. Có người em tên là Trần Anh Hùng, không quân di tản lúc trên tối tranh sáng của tháng 4. Bạn Nguyễn Hồng Quang ở Cali, bọn mình đã liên lạc được với nhau từ những năm 2011 qua phone và email, nhưng khoảng hơn 2 năm nay thì mất liên lạc. Dù hùng mập, và quá có gọi điện thoại hay nhắn tin qua mail. Nếu các bạn nhận được tin này qua chương trình của Bảo Lộc và Hồng Loan hoặc quý vị ai biết tin, xin hãy email cho trương quá 49 com hoặc điện thoại 817 991 5849 hoặc là hùng nguyễn undercore 49 com hoặc số điện thoại là 714 724 2329. Bảo Lộc và Hồng Loan kính mong quý vị cùng chia sẻ lá thư của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều ngày hôm nay là ngày cuối tuần, loan đừng nói ngày hôm nay là không phải đi. <cười> <cười> hôm nay ngày thứ tuần nhưng mà trời mưa gió bắt đầu từ đêm qua. đúng rồi. chiều là mây đen dần vũ kéo tới và mưa phùn lất thất. lạnh, lạnh quá. lạnh. <laughs> ở nhà nằm trùm mền nghe loan lọc hát chiều nay nha quý vị. cùng với đứa cháu nữa là đặc chi. Dạ. xin quý vị hãy yêu cầu những bài hát những cái bài hát xưa đạt chi vẫn hát được cho quý vị yeah. lộc bất ngờ <laughs> tại vì cứ tưởng cháu mình là hát những cái loại nhạc trẻ nhưng mà bất ngờ khi hát những bài xưa của trịnh công sơn có những bài của phạm duy luôn ừ. à, à. cháu đạt chi thì cháu cũng giỏi là cháu vừa tự biết viết nhạc và tự biết hát luôn Ừ. À, nhân dịp đi qua đây hát thì à, hồng Loan bảo lộc cũng muốn à, cháu góp mặt trong chương trình để mà biết các cô các chú của chương trình của bảo lộc Học loan à, anh JD đi thì à, tuần lễ này anh JD đi phải về bên maryland để mà cùng với gia đình cúng 100 ngày cho ba của anh nên à, chiều hôm nay anh không thể có mặt cũng à, gửi lời cáo lỗi đến quý vị rồi ngày hôm nay loan muốn làm cái gì cho nó vui vui trước cái buổi livestream chiều nay đây rồi chỉ có kể chuyện vui là vui nhất thôi <laughs> <laughs> hên <Hành> xui đi <laughs> nhiều khi là lọc đọc cái câu chuyện thấy lọc thấy vui lắm Mình kể là cũng thấy không thấy gì vui lắm. mà có chuyện lọc thấy không có gì vui hết đó kể cho rồi đi có cho qua đi mày lọ ngồi cười bể bụng nó cũng khó nói xui. Nó, nó, giống như thời tiết gì đó luôn y mưa nắng thất thường mưa nắng thất thường ừ. con câu chuyện vui nhỏ nhỏ có một chàng trai độc thân nhưng mà hơi keo kiệt mới làm quen được bạn gái chàng trai mới hỏi cô gái em có muốn một bữa ăn thật là lãng mạn, thật là ấm cúng cùng với anh tối nay hay không? Cô gái thẹn thùng gật đầu. Dạ được anh. Vậy nha, vậy hẹn em tối nay 7 giờ. Bây giờ em hãy về nhà, chuẩn bị đồ ăn đi. Tối nay anh ghé. <laughs> Tiện thì đó anh sẽ tới nhà em ăn em muốn mua gì cũng được không cần gì thiết gì nhiều đâu đồ ăn cũng đầy đủ nhất là có rượu cho anh nhé. <laughs> phải có rượu đỏ nó rượu mới đỏ mạng. đúng rồi thịt bò bít thôi đừng có đừng có món kia rồm rà lắm thịt bò nó dễ đơn giản rượu chát uống vô nó mới ngon <laughs> <laughs> ok ngày nay lộc loan kính gửi quý vị một số tin tức và nụ cười nhỏ nhỏ kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc loan lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và đã chia sẻ cho chương trình của loan và lộc luôn mong nhận được like share subscribe và view từ quý vị xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại